Minasan, konnichiwa. Như đã hẹn với các bạn trong buổi trước, trong video hướng dẫn tự học tiếng Nhật của tự học online.net ngày hôm nay, Nami sẽ giới thiệu với các bạn bài 14 trong giáo trình Minna no Nihongo. Mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu buổi học ngay chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau khởi động bằng các kiến thức của bài cũ trước nhé. Trong bài 13, chúng ta đã học một số động từ, đó là asobimasu, chơi, Oyogimasu, bơi lội. Mukaimasu, đón. Tsukaremasu, mệt. Dashimasu, gửi, như là gửi thư. Hairimasu, đi vào đâu đó. Demasu, đi ra khỏi đâu đó. Kekkonshimasu, kết hôn. Kaimonoshimasu, mua đồ. Shakuji shimasu, ăn cơm. Sanpo shimasu, đi bộ. Và chúng ta còn học thêm một số tính từ nữa. Mọi người hãy dùng vốn từ đó để miêu tả cuộc sống quanh mình đi nào. Ngoài ra, chúng ta còn học một số cách nói thông dụng. Đó là Gochimo wa? Anh chị dùng món gì ạ? Shosho machi kudasai. Xin quý khách chờ đợi một chút. Tiếp theo trong phần ngữ pháp, chúng ta đã học cách nói muốn có một cái gì đó là danh từ ga hoshii desu. Các cách nói muốn làm một việc gì là về masu, bỏ masu, thêm tai desu. Thêm nữa, chúng ta còn học cách nói ghép hai động từ trong một câu với cấu trúc n chỉ địa điểm, trợ từ e, danh từ hoặc động từ bỏ masu, thêm ni ikimasu, kimasu và kaerimasu. Và cấu trúc này có nghĩa là đi, đến hay trở về đâu đó để làm gì đó. Các bạn hãy cùng mình lấy một ví dụ nhé. Koen ne sanpo ni ikimasu. Ý nghĩa của nó là tôi đến công viên đi dạo. Tiếp theo là mẫu câu dùng để nhấn mạnh về trợ từ ni và wo. Trong đó thì ni sẽ chỉ điểm đến, còn wo sẽ chỉ nơi khởi điểm xuất phát. N1 nhị hoặc N2 wo cộng với động từ. Nami đố các bạn nhé. Tôi đã vào văn phòng trong tiếng Nhật là gì nào? Đáp án chính xác sẽ là, đúng rồi, Jimusho ni hairimashita. Một câu đó chỉ có như vậy thôi. Và cuối cùng, đó là nghĩa từ vựng của doko ka và nani ka, có nghĩa là nơi nào đó và cái gì đó. Trên đây là tổng hợp những kiến thức chính cần nhớ của bài 13. Học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, có quá nhiều những từ ngữ, cấu trúc rắc rối, khó nhớ. Tuy nhiên thì không có gì là không thể cả. Chăm chỉ và học có phương pháp tốt, như là học bằng flashcard này, tức là thẻ nhớ ý, hay qua phim ảnh, rồi bài hát, sẽ là một trong những yếu tố để học tốt tiếng Nhật các bạn nhé. Một vài chia sẻ nhỏ với các bạn như vậy thôi. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho bài của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau học bài 14 nào. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ học phần từ vựng. Trước hết sẽ là một số động từ như sau. Tsukemasu, bật, ví dụ như là bật điện chẳng hạn. Keshimasu, tắt điện. Akemasu, mở, ví dụ như mở cửa. Doa o akemasu. Và ngược lại với mở cửa sẽ là đóng cửa. Doa o shimemasu. Isogimasu, vội vàng, khẩn trương. Machimasu, chờ đợi. Tomemasu, dừng lại, đỗ lại. Magarimasu, migie magarimasu, có nghĩa là rẽ, bên phải. Mochimasu, cầm, nắm. Torimasu, lấy. Tetsudaimasu, giúp đỡ. Yobimasu, gọi. Hanashimasu, nói chuyện. Misemasu, cho xem cái gì đó. Nói đến từ misemasu, còn bạn nào còn nhớ trong bài số 2 chúng ta có câu cho tôi xem cái cà vạt sẽ nói như thế nào nhỉ? Necktie o misete kudasai. Giờ chúng ta cùng chuyển sang từ tiếp theo nhé. Oshiemasu,
có nghĩa là nói hay cho biết. Nếu như cho biết địa chỉ sẽ là 住所を教えます. Hajimemasu. Bắt đầu. Furimasu. Rơi. Ví dụ như trời mưa sẽ là 雨が降ります. Copy します. Photocopy đấy các bạn. Động từ trong bài hôm nay chỉ đến như vậy thôi. Mời mọi người hãy tham khảo bài 100 động từ cơ bản trong tiếng Nhật tại đường link dưới đây nhé. Ngoài động từ chúng ta còn được học một số từ vựng khác. Đó là Yakon, điều hòa. Passport, hộ chiếu. Namae, tên. Jiusho, địa chỉ. Chizu, bản đồ. Shio, muối. Sato, đường. Yomikata, cách đọc. Kata, cách hay phương pháp. Yukkuri, thong thả. Sugu, ngay lập tức. Mata, lại. Ato de, để sau. Mou sukoshi, thêm một chút nữa. Mo, thêm. Ii desu yo, được rồi. Sa, thôi, nào. Dùng khi giúp ai đó bắt đầu hoặc tiếp tục công việc. Và cuối cùng là một số cách nói dùng trong bài hội thoại của ngày hôm nay. Shingo, migi e magatte kudasai. Anh chị hãy rẽ phải ở chỗ đèn tín hiệu. Kore de onegashimasu. Gửi anh tiền này. Otsuri, tiền lẻ. Umeda, tên một thành phố ở Osaka. Vậy là chúng ta đã đi hết phần từ vựng của bài hôm nay rồi đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần kanji nha. Trong phần kanji của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học những chữ như sau. Đầu tiên là chữ có âm Hán Việt là tiện. Cái nào cưng yomi là tayori, có nghĩa là thư tín hay là tin tức. Còn âm on yomi là ben, ví dụ trong từ bendi, có nghĩa là tiện lợi. Còn một cách đọc on yomi nữa, đó là bin, trong từ yubin yoku, có nghĩa là bưu điện. Chữ thứ hai, đó là chữ lợi. Cách đọc cưng yomi là kiku, có nghĩa là lợi, có ích. Cách đọc on yomi là ri, trong từ bendi, có nghĩa là tiện lợi. Và chữ thứ ba, đây là chữ nguyên. Cái đọc cưng yomi là moto, có nghĩa là ban đầu hay nguồn gốc. Còn âm on yomi sẽ là gen, ví dụ trong từ genki, nghĩa là khỏe mạnh. Chữ thứ tư, có âm Hán Việt là khí. Chữ này không có cách đọc cưng yomi, nhưng sẽ có cách đọc on yomi là khí. Ví dụ, ta có từ khỏe mạnh sẽ là genki. Chữ thứ năm, chữ này là chữ thân, có cách đọc cưng yomi là oya, có nghĩa là bố mẹ. Còn về âm on sẽ là shin, trong từ yoshin, nghĩa là cha mẹ. Chữ thứ sáu, có âm Hán Việt là hữu. Cách đọc cưng yomi là aru, có nghĩa là có. On yomi là you. Chúng ta đã học từ nổi tiếng là gì nhỉ các bạn? Đó chính là yume. Chữ thứ bảy, đây là chữ danh. Cái đọc cưng yomi là na, có nghĩa là tên. Còn cái đọc on yomi là me, ví dụ trong từ yume, nổi tiếng. Chữ thứ 8, có âm Hán Việt là địa. Chữ này cũng lại không có cách đọc cưng yomi mà chỉ có âm on yomi mà thôi. Sẽ là chị. Các bạn còn nhớ từ tàu điện ngầm không? Chikatetsu. Về chữ thứ 9, có âm Hán Việt là thiết. Cách đọc cưng yomi kurogane, nghĩa là sắt. Còn âm on sẽ là tetsu, ví dụ trong từ chikatetsu,
Tàu điện ngầm. Chữ thứ 10 có âm Hán Việt là sĩ. Cái đọc cương yami tsuka eru, đây là phụng sự hay là phục vụ. Còn cái đọc ông yami sẽ là sĩ. Ví dụ trong từ shigoto, công việc hay việc làm. Chữ cuối cùng âm Hán Việt là sự. Có đọc cương yami goto, có nghĩa là việc hay sự việc, và khi biến âm sẽ thành goto. Còn về cái đọc ông yami sẽ là ji, trong từ muji, nghĩa là bình an vô sự. Vậy là đã hết bài kanji của ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn thấy thế nào? Có khó không nhỉ? Chúng ta hãy cùng tiếp tục cố gắng nha. Tiếp theo đây, mình xin mời các bạn hãy cùng đến với phần thứ tư, đó là phần ngữ pháp. Khác với tiếng Anh thì động từ trong tiếng Nhật sẽ chia ra là ba nhóm khác nhau. Nhóm 1 bao gồm những động từ ở thể masu. Những động từ của nhóm này sẽ kết thúc bằng đuôi y. Ví dụ, kakimasu, viết hoặc vẽ. Nomimasu, uống. Ở trong nhóm thứ hai, hầu hết những động từ thuộc nhóm này sẽ ở thể masu. Trước masu sẽ được kết thúc bằng âm e. Chúng ta sẽ có thêm một số các động từ có một âm tiết ở phía trước masu nữa. Ví dụ, mimasu, nhìn hoặc xem. Trong nhóm thứ ba, chúng ta chỉ có hai động từ, đó là shimasu. Các động từ ở nhóm này là các danh động từ, các danh từ có gốc Hán, cộng với shimasu để tạo thành động từ và kimasu. Ở trong bài này thì mình xin muốn giới thiệu với các bạn thể ngắn, còn được gọi là thể từ điển của các động từ. Thể từ điển này sẽ được sử dụng trong nhiều mẫu câu mà chúng ta sẽ học sau này, cũng như là một trong những cách dùng khi mà nói chuyện với bạn thân hay là những người thân trong gia đình của mình chẳng hạn, hoặc với những người nhỏ tuổi hơn mình. Và chúng ta sẽ có cách đưa thể masu về động từ thể ngắn như sau. Với nhóm 1, chúng ta sẽ bỏ masu, chuyển đuôi y thành ư. Ví dụ như động từ ikimasu sẽ chuyển thành iku, hoặc động từ kakimasu sẽ chuyển thành kaku. Với nhóm thứ hai, đơn giản hơn, chúng ta sẽ chỉ cần bỏ đuôi masu đi, cộng thêm đuôi ru. Ví dụ, động từ ăn, tabemasu, khi chuyển thành thể từ điển sẽ là taberu. Nhóm thứ ba, có hai động từ mà thôi, thì shimasu sẽ chuyển thành suru, còn kimasu sẽ chuyển thành kuru. Như vậy, với phần ngữ pháp về thể ngắn mà mình giới thiệu bên trên, chúng ta hãy cùng đến mẫu ngữ pháp thứ ba, đó là cách chia về thể T của động từ. Chúng ta sẽ bắt đầu cách chia thể T từ thể ngắn của động từ đã học ở trên. Với nhóm 1, chúng ta sẽ có 4 phân nhóm chính. Phân nhóm thứ nhất, khi động từ kết thúc bằng đuôi ư, chữ, rự, ta sẽ bỏ ba đuôi này đi và thêm chữ nhỏ cộng với T. Ví dụ, chờ đợi là machimasu. Có thể từ điển là matsu. Khi chuyển sang thể T, sẽ bỏ đuôi chữ đi và chuyển thành âm ngắt cộng với T. Matte. Tiếp theo, ở phần nhóm thứ hai, với các động từ kết thúc bằng đuôi bu, nu, mu, chúng ta sẽ chuyển ba đuôi này thành đuôi de. Ví dụ như đọc sách chẳng hạn. Yomimasu. Khi chuyển thành thể từ điển là yomu. Và khi chuyển sang thể T sẽ là yonde. Với phân nhóm thứ ba, đuôi sự chuyển thành shite. Vừa rồi chúng ta có từ dashimasu, có nghĩa là gửi thư. Thì khi chuyển sang thể ngắn sẽ là dasu. Và sang thể T, dashite. Phân nhóm cuối cùng bao gồm đuôi cự và đuôi gự. Thì với đuôi cự, chúng ta sẽ chuyển thành IT. Còn đuôi gự thì chuyển thành IDE. Ví dụ như động từ bơi chẳng hạn. Oyogimasu. Với thể từ điển oyogu. Và khi sang thể T, oyoide. Một trường hợp đặc biệt ở trong nhóm số 1 này nữa.
Đó là động từ ikimasu. Ikimasu khi chuyển sang thể ngắn sẽ là iku. Bởi vì nó là trường hợp đặc biệt, cho nên chúng ta sẽ không thể áp dụng cách chia đó là đuôi cự chuyển thành it được, mà chúng ta sẽ chia giống như phân nhóm một, có nghĩa là ite. Chúng ta cùng sang động từ nhóm 2. Chúng ta chỉ cần bỏ de và thêm t. Tsukemasu. Di chuyển sang thể t sẽ thành tsukete. Với động từ nhóm 3, suru là shite và kuru sẽ thành kite. Trên đây là một số kiến thức cơ bản về các nhóm động từ trong tiếng Nhật. Các bạn phải chú ý học thuộc, bởi vì phần này cũng quan trọng như cách chia động từ các thì trong tiếng Anh vậy. Mẫu ngữ pháp thứ tư của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng luôn động từ thể t. Vete kudasai. Mẫu câu này mang ý nghĩa sai khiến ai đó làm gì. Ý nghĩa này, các bạn nhớ nha, chỉ dùng với người ngang hàng trở xuống. Và trong một vài trường hợp, nó cũng sẽ mang nghĩa khuyên nhủ, động viên người khác nữa. Và về ý nghĩa cuối này, thì chúng ta thường được nghe trong một câu khá điển hình ở phim hay là anime của Nhật. Ganbatte kudasai nhé. Cố gắng lên nhé. Còn với hai nghĩa trên, mình có ví dụ. Trong một buổi kiểm tra mắt chẳng hạn, bác sĩ sẽ nói là hãy đọc chữ này đi. Konoji yo, yonde kudasai. Hoặc là nếu muốn nhờ một người bạn đi photo tài liệu thành 10 bạn giúp mình thì sao? Câu này có một chút bài cũ về sử dụng lượng từ trong câu đó nha. Sumimasen ga, kore o 10枚 copy してください. Rất đơn giản phải không nào? Mẫu câu số 5 của chúng ta chính là mẫu câu Vete imasu. Mẫu câu trước này sẽ dùng để nói về việc đang làm gì. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Ví dụ mình muốn nói rằng bây giờ mình đang gọi điện thì sẽ được ima denwa o kakete imasu. Hay là nếu các bạn muốn thể hiện rằng mình đang học bài này. Ima benkyou shite imasu. Dễ nhớ phải không các bạn? Từ bài hôm nay, chia động từ sẽ trở thành một trong những nội dung quan trọng và xuyên suốt trong phần ngữ pháp. Thế nên, học xong bài nào, chúng mình hãy ôn luyện ngay để nhanh chóng làm quen được với các thể động từ, cũng như không bị nhầm lẫn với các thể sắp học nha mọi người. Được rồi, chúng ta hãy cùng đến với phần ngữ pháp thứ 6. Ngữ pháp này, cách nói để đề nghị giúp đỡ người khác, tức là xin phép làm gì cho ai đó. Câu trúc trong tiếng Nhật sẽ là động từ mashou ka. Nào, hãy tưởng tượng cho một bối cảnh. Khi tan học, tất cả đang chuẩn bị ra về, thì một cơn mưa khủng khiếp kéo đến. Và thật không may thì một người bạn người Nhật quên mất ô ở nhà. Và bạn thì muốn cho người đó mượn ô. Các bạn thử nghĩ xem, mình nên nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có thể quay sang bạn đó và vui vẻ trả lời rằng Kasa o kashimashou ka? Có nghĩa là tôi cho cậu mượn ô nhé. Cách nói này thể hiện đề nghị giúp đỡ một cách nhẹ nhàng, không có tính chất gượng ép người nghe và thể hiện sự lịch sự của người nói nữa. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mẫu câu thứ 7. Và mẫu câu này đó là diễn tả một hiện tượng tự nhiên. Và vì là hiện tượng tự nhiên nên bắt buộc phải dùng trợ từ ga. Đây là hành động xảy ra tự phát mà con người không thể tác động vào được. Và cấu trúc của nó sẽ là danh từ ga, động từ thể te iru. Hãy giả sử, trong một ngày đẹp trời, đang đạp xe dạo phố, bỗng lác đác vài hạt mưa rơi, và mình sẽ thốt lên rằng, ế, ame ga futte iru. Trời mưa kìa. Và phóng như bay về nhà. Hay trong khung cảnh lãng mạn, tóc bồng bềnh theo gió như thế này. Kaze ga futeiru. Gió đang thổi. Các bạn có để ý không? Gió, mưa hay tuyết đều là hiện tượng tự nhiên xảy ra không bị ảnh hưởng bởi tác động của con người. Thế nên, chúng ta sẽ dùng trợ từ ga các bạn nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với mẫu câu số 7. Câu 1.
Gã, câu 2. Ở trong câu này, gã có chức năng làm mềm câu hoặc nối tiếp giữa hai câu. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây. 失礼ですが、ご住所は？ Câu này có nghĩa là xin lỗi, địa chỉ của bạn là... Vì đây là một câu hỏi, nên để tránh cảm thấy gượng gạo cho người nói, đã thêm gạ vào để nối giữa hai câu, giúp câu nói mềm mại và tự nhiên hơn. Như vậy thì sau bài này, chắc hẳn chúng mình sẽ bớt ngại ngùng hơn khi đột nhiên muốn hỏi tên hay hỏi địa chỉ của một người nào đó. すみませんが、お名前は？ Xin lỗi, cho tôi hỏi tên của bạn là gì? Vậy là chúng ta đã kết thúc phần ngữ pháp của bài hôm nay rồi đấy. Các bạn thấy phần ngữ pháp này thế nào nhỉ? Mình nghĩ là chỉ có một phần cách chia động từ hơi phức tạp một chút thôi. Như Nami đã dặn mọi người ở phần trên, từ bài ngày hôm nay, chúng ta được học rất nhiều thể của động từ. Nếu lỡ có không học hoặc là đãng chi quên, thì trường hợp dâu ông nọ cắm cằm bà kia sẽ khó mà tránh khỏi đấy. Vậy nên, hãy tập sử dụng hàng ngày để quen và nhớ được lâu, nhớ rõ ràng nha mọi người. Ovoete kudasai ne. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với phần hội thoại. Trong phần hội thoại ngày hôm nay, đó là cuộc nói chuyện giữa người lái xe và Karina. Karina muốn đến Umeda của tỉnh Osaka. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nghe. Umeda made onegaishimasu. Làm ơn cho tôi đến Umeda. Hãy. Vâng. すみません。あの信号を右へ曲がってください。Xin lỗi, hãy rẽ phải ở chỗ đèn giao thông. 右ですね。Bên phải ạ? ええ。Vâng. まっすぐですか? Đi thẳng ạ? ええ。まっすぐ行ってください。 Vâng, anh cứ đi thẳng đi. あの花屋の前で止めてください。 Hãy dừng xe ở phía trước cửa hàng hoa. はい。1800円です。 Vâng, hết 1800 yên ạ. これでお願いします。 Đây, tôi gửi anh. 3200円のお釣りです。ありがとうございました。còn 3200 yên tiền thôi. Cảm ơn quý khách. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần hội thoại của bài hôm nay rồi. Khá đơn giản phải không các bạn? Tiếp theo đây sẽ là phần denshu. Và chỉ học ngữ pháp mà không luyện tập thì hiệu quả sẽ không hề cao. Mình sẽ cùng các bạn làm một số bài tập trong sách. Rồi từ đó các bạn hãy tự làm thêm ở nhà để nhớ kiến thức nhé. Trong phần denshue, chủ yếu các bạn ôn lại cách chia động từ. Mình sẽ cùng các bạn làm một ví dụ. Câu số 3 trong sách trang 138 nha. Shimimasen ga, shio, totte kudasai. Và câu cần đặt là Denwa bango, oshiete kudasai. Từ mẫu câu trên, chúng ta sẽ có thêm câu thứ hai là Shimimasen ga, denwa bango, oshiete kudasai. Tiếp đến đó là phần denshubi. Trong phần này chúng ta sẽ đặt hai câu thêm mẫu đã cho trước. Chúng ta sẽ cùng làm ý 1, bài 2 nha. Trong phần từ gợi ý có cụm từ Iyakon wo tsukemasu. Đặt câu làm theo ví dụ, ta sẽ được Shimimasen ga, Iyakon wo tsukete kudasai. Có nghĩa là xin lỗi, hãy bật điều hòa lên. Còn phần denshushi sẽ là phần luyện tập hội thoại. Trong phần này các bạn chỉ cần thay các cụm từ bên dưới vào vị trí gạch chân tương ứng. Với phần denshushi, các bạn hãy luyện tập nói thật nhiều để nâng cao phản xạ khi nói chuyện nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết bài hôm nay rồi đấy. Mọi người hãy cùng mình điểm lại một chút nào. Đầu tiên ở phần từ vựng, chúng ta có học thêm một số động từ. Tsukemasu có nghĩa là bật. Keshimasu tắt. Akemasu mở. Shimemasu đóng. Isogimasu
khẩn trương vội vàng. Matimasu, chờ đợi. Tomemasu, dừng lại, đỗ lại. Magarimasu, có nghĩa là rẽ, nếu rẽ phải sẽ là Miye magarimasu. Mochimasu, cầm, nắm. Torimasu, lấy. Tetsudaimasu, giúp đỡ. Yobimasu, gọi. Hanashimasu, nói chuyện. Misemasu, cho xem. Oshiemasu, nói cho biết. Hajimemasu, bắt đầu. Furimasu, mưa. Và cuối cùng, copyishimasu, đó là photo. Ngoài ra thì còn một số từ vựng khác nữa, các bạn hãy xem lại nhé. Đến phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay, chúng ta đã học một phần khá quan trọng, đó là cách chia một số thể của động từ. Các bạn còn nhớ chúng ta đã học những gì không nào? Đúng rồi, đầu tiên đó là ba nhóm động từ. Và tiếp đến là thể ngắn của động từ. Với thể ngắn của nhóm 1, đuôi y chuyển thành ư, bỏ masu. Với nhóm 2, đuôi e thì sẽ bỏ đuôi masu đi, cộng thêm tự. Với nhóm 3, họ chỉ có hai động từ. Shimasu sẽ thành suru và kimasu sẽ thành kuru. Tiếp theo sẽ là chia động từ về thể T. Nhóm 1, các bạn nhớ là có 4 phân nhóm và một trường hợp đặc biệt. Thì trước hết trường hợp đặc biệt của chúng ta sẽ là động từ đi, ikimasu, chuyển thành thể T sẽ thành itte. 4 phân nhóm tiếp theo. Phân nhóm 1, đuôi ư, zu, du, ta sẽ bỏ ba đuôi này đi, cộng thêm ấm ngắt, tệ. Với phân nhóm 2, động từ kết thúc bằng bư, nư, mư, chúng ta sẽ bỏ ba đuôi này và cộng thêm ưn, đệ. Ở phân nhóm 3, sẽ gồm các động từ kết thúc bằng đuôi sự. Và đuôi sự này chúng ta sẽ chuyển thành tệ. Và khi động từ kết thúc bằng cư và gư, thì với cư sẽ là chuyển thành y tệ, còn đôi gư thì chuyển thành y đệ. Với nhóm 2 thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần bỏ đôi rự rồi cộng thêm với tệ là xong. Còn nhóm 3, suru chuyển thành shite và kuru chuyển thành kite. Tạm kết thúc phần chia động từ ở đây. Và chúng ta cùng ôn lại các mẫu ngữ pháp chính của bài ngày hôm nay nhé. Khi muốn cầu khiến ai đó làm gì, ta có cấu trúc vete kudasai. Khi muốn diễn tả hành động đang xảy ra, ta sẽ có động từ để te imasu. Ví dụ như tôi đang học tiếng Nhật chẳng hạn. Nihongo benkyou shite imasu. Và khi muốn đề nghị giúp đỡ một ai đó, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau. Demashou ka. Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên, ta sẽ nói rằng danh từ ga vete iru. Dụ như tuyết đang rơi sẽ là yuki ga futte imasu. Và cuối cùng, đó là chữ từ gạ, có tác dụng làm mềm câu hay nối hai câu trong tiếng Nhật. Câu 1, gạ, câu 2. Đó là toàn bộ ngữ pháp của bài 14. Và để nhớ các ngữ pháp này, các bạn cần 毎日 一生懸命 勉強 して ください. Nhớ chăm chỉ học hàng ngày nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. またね!